chị bán bút à? Chị bán bút đây, rất là nhiều loại bút này. Em mua hộ chị nhá. Ừ, thế chị giới thiệu loại bút cho em nào. À, chị có rất là nhiều loại bút. Đầu tiên là bút chì này. Đây, những bút chì của chị cũng sắc màu luôn, các màu. Chị ơi, bút này bao tiền một cái chị? Bút chì sắc màu thì chị bán 1.000 một cái mà. Chỉ có 1.000 thôi. À, còn đây này, chị giới thiệu cho em những bút là hình đặc biệt này. Đó là bút hình lược này đấy. Hình chữ lược này em có thể sử dụng để vừa viết vừa chải đầu. Em thử chải đi. Đấy, rất là tiện lợi đúng không? Ừ, chị ơi. Bút hình lược này 3.000 một chiếc. Đây, lại còn bút hình cầu lông nữa này, vợt cầu lông này. Đây em nhìn này. Ai mua bút đi? Bút các màu đây. Bút siêu siêu đẹp đây. Ai mua bút nào? Có ai mua bút không? Ai mua bút đi? Rất là nhiều loại bút đây. Ở kia một chị bán bút. Đây bút nhìn nhiều bút mới đấy à? Mình ra mua thử nào được. Ui, chị bán bút phải không? Đúng rồi, em mua bút cho chị đi. Ui, nhiều loại bút đẹp đó. Chị ơi, bút gì chị điệu là mấy nghìn cái chị ơi? Bút này á, bút này có 1.000 một cái thôi. Cái này chị này chị ơi. Cái này mấy nghìn đấy chị ơi? Cái này cũng 1.000 em ạ. Cái này là bút chì, 1.000. Thôi còn nốt cái đường tím này cơ, chị ơi. Một lớp cái đường tím này. Em thích cái này à? Vâng. Cái này cũng là bút chì nên cũng 1.000 em ạ. 1.000. Đấy, chị có cái nào nhiều tiền hơn không? Nhiều hơn á. Chị có cái nào nhiều tiền hơn không? Rồi mấy cái 1.000 này nhà em giàu, không dùng cái đồ rẻ tiền nhá. Em phải dùng đồ xịn. Nhiều tiền hơn thì có mấy cái này em ơi. Cái bút hình lược này em vừa viết được này, mà em vừa chải đầu được. Đây em nhìn bút này. Đấy, bút đây. Chải thử nào. Đấy, em chải thử thoải mái. Kinh à. Đấy. Mấy nghìn cái này à? Cái này 3.000. Đây, không thì em thích chơi cầu lông không? Thích, em thích chơi cầu lông nhất đấy. Đây là một chiếc bút hình cái vợt cầu lông này, em nhìn thấy không? Vợt cầu lông này đẹp chưa? Đẹp lắm. 3.000 em ạ. Vẫn 3.000. Ừ. Chị có cái nào đắt nhất ở đây không? Đắt nhất á? Ừ, toàn cái gì này không dùng đâu. Đắt nhất thì có bút bút Squixy em ạ. Đây, bút Squixy hình con gấu trúc này là đắt nhất. Ui. Này, 10.000 một cái bút này. Đây này, bút đây này em nhìn thấy chưa? Đấy, có cả nắp bút ở dưới này. Đấy chưa? Ui, lại tăng chậm rồi chị nhờ. Đấy, bút Squixy mình vừa học vừa chơi em ạ. Đấy. Ui, em mua cái nào? Đây, em lấy cái bút này đi, bút này 10.000 một cái này. Thế thì cho em 5 cái bút 1.000. Hả? Cho em 5 cái bút 1.000. Nè, em lấy 5 cái bút chì à? Ừ, 1.000 cái. Em mua 5 cái. Không lấy cái bút đắt nhất này à? Không, em lấy cái rẻ nhất thôi chị ạ. Nhưng mà bây giờ em thích bút 1.000 rồi chị ạ. Này. Thế em thì mua 5 cái. Thế 5.000 thì được 5 cái. Em chọn đi, em thích cái nào em lấy đi. Cái màu tím. Cái màu tím. Đúng rồi, cái đấy mới màu tím. Cái màu tím. Bạn này thích màu tím nha. Cái màu cam đi. Như 5 cái bút xịn. Đang nhớ là em lấy 5 cái màu tím ấy. Đấy, chị hết rồi thôi. Hôm sau em lại mua cái 5 cái màu tím nhá. Nhưng mà em phải viết đẹp cơ. Em về em viết đẹp, em mới mua 5 cái nữa của chị. Nếu mà về viết đẹp thì lần sau lại ủng hộ chị tiếp nha. Chị có nhiều loại bút độc và lạ lắm. Chị lấy nhiều màu tím cho em nhá. Chị cứ yên tâm. Một khi em mà mua rồi em mua nhiều. Nhà em nhà giàu mà. Không mua một cái đâu, chỉ mua ít nhất 5 cái trở lên thôi chị nhá. Em về viết đây. Thế thì em về viết thử nhá. Đẹp thì nhớ ủng hộ chị tiếp nhá. Bye bye chị nhá. Ôi mày thế cơ. Được một bạn quần màu tím mua tận 5 cái bút liền. Này mấy người mua đã là hết bút của mình rồi. Thích quá, đi bán tiếp. Ai mua bút tiếp đi. Ai mua bút nào? Chị ơi, chị bán bút à? Chị bán bút đây, rất là nhiều loại bút này. Em mua hộ chị nhá. Thế chị giới thiệu loại bút cho em nào. Chị có rất là nhiều loại bút. Đầu tiên là bút chì này. Đây, những bút chì của chị cũng sắc màu luôn, các màu. Chị ơi, bút này bao tiền một cái chị? Bút chì sắc màu thì chị bán 1.000 một cái mà. Chỉ có 1.000 thôi. À, còn đây này, chị giới thiệu cho em những bút là hình đặc biệt này. Đó là bút hình lược này đấy. Hình chữ lược này em có thể sử dụng để vừa viết vừa chải đầu. Em thử chải đi. Đấy, rất là tiện lợi đúng không? Ừ, chị ơi. Bút hình lược này 3.000 một chiếc. Đây, lại còn bút hình cầu lông nữa này, vợt cầu lông này. Đây em nhìn này. Chị ơi, cái này dễ thương nhỉ? Đấy, bút hình vợt cầu lông này. Nếu em là một người thích
môn thể thao cầu lông thì em có thể mua bút, vừa mua bút vừa được ngắm cầu lông này. À còn nữa em ạ. Trời rất là nóng đúng không? Nên chị có bán loại bút mà vừa bút vừa quạt được. Em thử đi. Em thử quạt đi. Mát không? Mát không? Em mát lắm. Đấy, bút này rất tiện lợi. Bút này cũng chỉ có bút lược với lại bút cầu lông là 3.000, còn bút quạt này 5.000 em ạ. Còn bút Squixy nữa này. Squixy tất cả các con vật luôn. Mà cũng là hình bút đây, em nhìn này, Squixy hình que kem này, đáng yêu chưa? Kem mốc quế. Viết được ở dưới nhá. Đấy. Squixy này thì chị bán đắt hơn một tí. Là 10.000 em ạ. Em sẽ mua một cái Squixy bởi vì em của em rất thích chơi Squixy nên em mua tặng em của em một cái. Thế em mua đi. Em ạ, đây này, chị bảo, chị nói hết. Squixy này có hình kem ốc quế này, hình kem này, hình kem ba tầng này, hình xúc xích này, hình các con vật này. Đấy, hình con cá nữa này, rất là nhiều em ạ. Thế em chọn một cái nào cho em? Chị cho em lấy con gấu này nhá. Con gấu trúc à? Gấu trúc này dễ thương. Trúc là 10.000 em ạ. Em bỏ tiền. Em có mua cái nào nữa không? Còn em á. Chị ơi cho em lấy một cái bút quạt màu xanh nhá. Một bút quạt màu xanh. Để em trên lớp em viết bài em còn quạt cho nó mát. Em dùng bút của chị mà thấy thích thì lần sau em lại mua ủng hộ chị tiếp nhá. Lúc nào chị cũng ra nhiều loại bút mới, nhiều loại bút rất là độc mà trên lớp chắc chắn là các bạn khác không có đâu. Vâng em biết rồi. Thôi chị đi bán bút tiếp đây. Về đây. Cảm ơn em nhá. Bye bye chị. Ai mua bút tiếp đi. Ai mua bút nào.